Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất để gửi tới quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp khai giảng năm học mới 2024-2025, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có thư gửi ngành giáo dục. Nhân dịp khai giảng năm học mới 2024-2025, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thư cho ngành giáo dục với niềm tin tưởng học trò sẽ nỗ lực học tập, tu dưỡng, tiếp thu và làm chủ kiến thức. Trong thư gửi các thầy, cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục và học sinh, sinh viên cả nước nhân dịp khai giảng năm học mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gửi tới các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động đã và đang công tác trong ngành giáo dục cùng các em học sinh, sinh viên, học viên và các bậc phụ huynh những tình cảm thân thiết và những lời chúc tốt đẹp nhất. Trong thư gửi các em học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Bác Hồ đã viết: Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không? Dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc Nam Châu được hay không? Chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em. Cố Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng đã nhấn mạnh trong cuộc gặp gỡ học sinh, sinh viên tiêu biểu xuất sắc ngày 3 tháng 11 năm 2018. Hiện tại là nguyên khí quốc gia, nguyên khí thịnh thì đất nước mạnh, nguyên khí mà suy thì đất nước yếu. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước ta luôn xác định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, đã và đang có những chính sách ưu tiên phát triển giáo dục đào tạo. Năm học 2024-2025 là năm học đầu tiên thực hiện kết luận số 91 KLTVK của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 29 NQTVK và triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới ở tất cả các lớp từ lớp 1 đến lớp 12. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong ngành giáo dục cần tập trung thực hiện tốt chủ đề năm học đã đề ra là đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, đoàn kết kỷ cương. Giáo dục và đào tạo cần tiếp tục hướng đến phát triển con người và hạnh phúc của con người, phát huy tối đa nhân tố con người, lấy con người làm trung tâm, chủ thể, nguồn lực, mục tiêu của sự phát triển, tạo nền tảng cho việc thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Với khí thế của năm học mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng các em học sinh, sinh viên, học viên sẽ nỗ lực học tập, tu dưỡng, tiếp thu và làm chủ kiến thức, hình thành những năng lực cốt lõi, tạo dựng những khát vọng lớn lao để xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành giáo dục luôn tâm huyết, yêu nghề, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp cao quý của mình. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng mong các bậc phụ huynh phối hợp tốt với nhà trường, tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong công tác giáo dục. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các ban bộ ngành trung ương, các cấp ủy Đảng, chính quyền chăm lo hơn nữa sự nghiệp giáo dục bằng các quyết sách kịp thời, thiết thực và đúng đắn để các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh, sinh viên, học viên được giảng dạy, học tập trong môi trường lành mạnh, đầy đủ các điều kiện để phát huy năng lực sáng tạo, thực hiện thành công công cuộc đổi mới của giáo dục nước nhà. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời chúc các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành giáo dục và các em học sinh, sinh viên, học viên luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công và đạt nhiều thành tích hơn nữa trong năm học mới. Sáng ngày 5 tháng 9, hơn 23 triệu học sinh cùng các thầy giáo, cô giáo trên cả nước nô nức dự lễ khai giảng năm học mới 2024-2025. Theo số liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến năm học 2023-2024, cả nước có 53.979 cơ sở giáo dục với khoảng 25,26 triệu học sinh, sinh viên, trong đó có khoảng hơn 2 triệu sinh viên. Tổng số giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, người lao động khoảng 1,66 triệu người. Năm học 2024-2025 được đánh giá là một năm học đặc biệt khi lần đầu tiên chương trình giáo dục phổ thông 2018 được triển khai đồng bộ ở tất cả các lớp từ lớp 1 đến lớp 12. Đây cũng là năm học diễn ra kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và tốt nghiệp trung học phổ thông đầu tiên theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Năm học 2024-2025, ngành giáo dục tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ quan trọng theo nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, tập trung vào đổi mới giáo dục và đào tạo. Với tinh thần trách nhiệm, sáng tạo và nâng cao chất lượng, ngành giáo dục đặt mục tiêu hoàn thành tốt nhất các kế hoạch đề ra. Đặc biệt, ngành sẽ triển khai kết luận số 91 KLTVK của Bộ Chính trị, tiếp tục thực hiện nghị quyết số 29 NQTVK ngày 4 tháng 11 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo
đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Ngày 12 tháng 8 năm 2024 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện nghị quyết số 29 NQTVK về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, hoàn thành chu trình đầu tiên của chương trình giáo dục phổ thông 2018, đồng thời chuẩn bị cho chương trình giáo dục mầm non mới. Cùng với đó, ngành sẽ thúc đẩy tự chủ đại học, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, ưu tiên đào tạo nhân lực chất lượng cao trong các ngành công nghiệp tiên tiến như vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và điện toán đám mây, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho hay, Bộ sẽ sớm ban hành chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2045. Bên cạnh đó, xây dựng kế hoạch khắc phục những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, cố gắng vượt qua những thách thức, hướng tới một năm học có kết quả tốt hơn nữa. Ngành giáo dục xác định chủ đề năm học 2024-2025 là đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng, đoàn kết kỷ cương với 12 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm như sau. Đó là tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về giáo dục, đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục cho mọi đối tượng, trong đó quan tâm đến đối tượng là người dân tộc thiểu số, người sống ở miền núi, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang, ven biển hải đảo, trẻ mồ côi, trẻ em không nơi nương tựa, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, phát triển đội ngũ giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục bảo đảm đủ số lượng và nâng cao về chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo, sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước và huy động các nguồn lực đầu tư cho giáo dục, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục quốc phòng, an ninh và giáo dục thể chất, y tế trường học, nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo, tăng cường hội nhập quốc tế trong giáo dục, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính trong toàn ngành, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, tăng cường công tác truyền thông giáo dục, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua trong ngành. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin sau.